Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda Việt Nam và những cái chiếc xe có mức giá hợp lý nhất từ trước tới bây giờ. Từ trước tới tận bây giờ, đa số các dòng xe của hãng Honda luôn có giá thật ngoại lý, nhỉnh hơn mức giá đề xuất vài triệu, đôi khi lên tới cả chục triệu đồng. Nhưng vẫn có một vài dòng xe có mức giá bán bằng hoặc thậm chí là thấp hơn mức giá đề xuất. Anh em cùng chúng tôi hãy tham khảo nhé. Honda Blade. Cái chiếc Honda Blade là một cái dòng xe số động cơ bình Mỹ, kiểu dáng cũng rất được trau chuốt, nhưng nó lại có chung một cái số phận là hẩm hiu do phải đứng giữa hai cái dòng xe số quốc dân là cái chiếc quay Alpha và phiên bản quay NX. Lý do với cái dòng quay Alpha thì Blade nhỉnh hơn nhờ vào kiểu dáng góc cạnh thể thao, có những cái lựa chọn như thắng điểm trước, nhưng giá của Honda Blade dĩ nhiên sẽ cao hơn quay Alpha khoảng hơn 2 triệu. Còn nếu đặt cạnh cái chiếc quay NX mẫu hũ cùng nhà mà chỉ có mức giá bán homeless là khoảng 3 triệu nhưng lại có công nghệ lực phun sinh tử cùng với kiểu dáng có phần nam tính hậu mẫu hơn, thì rất nhiều người sẽ lựa chọn cái chiếc Honda Blade. Cho nên Blade tỏ ra thất thế hơn hẳn so với những người anh em của mình, vì mức giá tốt của chiếc quay Alpha và kiểu dáng đi vào lòng người của cái chiếc là quay NX. Honda Blade có mức giá bán đề xuất rơi vào khoảng là tầm 18 triệu 800 đồng cho đến 21 triệu 300 đồng tùy theo từng bản, nhưng ngoại lý luôn có mức giá bán thấp hơn mức giá đề xuất là từ 400 đến 1 triệu đồng để kích cầu người tiêu dùng mua của mẫu xe mới này. Honda Winner X. Do cái sự ảnh hưởng của cái dịch bệnh Covid-19 nên năm nay có rất nhiều chiếc xe đồng loạt giảm giá rất mạnh nhằm tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng. Dĩ nhiên cái chiếc Winner X cũng chẳng là ngoại lệ gì. Theo khảo sát của chúng tôi thì từ cột mốc khoảng là tháng 7 đến khoảng là tháng 9 thì giá ngoại lý của chiếc Honda Winner X đã xuống tận là 35 triệu đồng luôn cách đăng ký và phí đổi biển số cho phiên bản là CBS của các dòng xe này. Dĩ nhiên phiên bản Winner X IBS có mức giá nhỉnh hơn một chút, hầu hết đều thấp hơn mức giá đề xuất từ 6 đến 8 triệu. Nhưng thời gian sau này thì em ấy đã trở nên lấy lại cái mức giá bán trong khoảng giữa là tháng 10, tháng 11 và có một vài nơi thì Winner phiên bản CBS không còn có hàng để bán. Và với một cái phiên bản đặc biệt là Winner X HEDC được trang bị cả phanh IBS thì giá bây giờ ngoại lý cũng chỉ tầm khoảng là 48 triệu đồng. Dù có tăng nhưng mình thấy cái giá này cũng rất hợp lý cho những biker thích di vượt. Honda B-Shift. Cái chiếc Honda B-Shift là một chiếc xe luôn được nhà Honda ưu ái làm một cái vật thử nghiệm cho những cái công nghệ mới nhất của các dòng xe gà. Điển hình mới nhất là hệ thống ED-Stop cùng với một cái đề đến từ ACG trên cái chiếc B-Shift 2010, cái đề đầu. Trước đó thì B-Shift được nhiều người tiêu dùng, nhất là nam giới, đón nhận nồng nhiệt nhờ bọc kiểu dáng bệ vệ, đẹp đảm. Nhưng cái sự xuất hiện của những người đàn em có kiểu dáng nhỏ hơn như là ES-110 hay là SH-2013 v.v. thì anh em đã thờ ơ rất nhiều với cái phiên bản là B-Shift vì em ấy quá nặng, to xác, khó luồn lách trong những đô thị đông đúc. Cái chiếc B-Shift 2010 hiện nay có tới 3 phiên bản là B-Shift 125, B-Shift 110 và B-Shift Hybrid với mức giá đề xuất dao động là từ 56 triệu 500 đồng đến là khoảng 90 triệu đồng. Tuy nhiên mức giá đại lý của cái mẫu xe này luôn thấp hơn mức giá đề xuất từ 2 đến 7 triệu đồng. Honda Super Cup C125. Cái chiếc Super Cup C125 2010 được giới thiệu thị trường Việt Nam vào hồi năm 2018 nhằm kỷ niệm 60 năm của chiếc cúp đầu tiên ra đời 1958-2018. Các chiếc Super Cup C125 với kiểu dáng được trau chuốt với từng chi tiết nhỏ nhất và lấy cảm hứng từ là kim loại chrome sáng bóng đắt đỏ. Ngoài hình của nó lấy cảm hứng của rất nhiều từ cái chiếc cúp đầu tiên của nhà Honda. Cái mẫu xe này có mức giá đề xuất là khoảng 85 triệu đồng, một mức giá là khó tiếp cận đối với những người tiêu dùng đặc biệt. Có lẽ vì đó mà chiếc xe này luôn có mức giá đại lý bằng hoặc thấp hơn mức giá đề xuất. Thật sự với mức giá này thì nhiều anh em đang hướng tới một cái dòng là Honda SH125 2020 bởi vì cho mình nó kiểu dáng sang trọng hơn, đẳng cấp hơn. K
cảm ơn các bạn đã giải thích ngày một chút tiếp nhấn like và subscribe.